Rồi, thì bây giờ chúng ta sang phần chính này. Bây giờ tôi sẽ nói cho các bạn là khi em xin mời cho các bạn là các bạn nhớ cho tôi là có cái 7 bước xếp thì có biểu chính và nhanh. Các bạn chỉ cần nhớ cho tôi 7 bước này thôi. Đấy. Còn khi mà chúng ta đã hiểu sâu hơn rồi thì chúng ta sẽ làm được rất nhiều các tính năng khác. Phần mềm này nó có hơn 100 công cụ cơ, rất là phức tạp, nhưng mà tóm lại là chỉ có 7 bước quan trọng nhất chúng ta phải nhớ nhé, cái quy trình của nó. Đây tôi xin mô tả cho các bạn nhanh những 7 bước này nhé. Bước 1 là chúng ta là khởi tạo một tiệp dữ liệu mới cho trường mình và nhập dữ liệu gốc của thầy cô biểu. Thì cái bước 1 này em chỉ xin phép thầy để chế độ trình chiếu. Làm sao? Thầy để chế độ trình chiếu cho rõ đi ạ. Thầy để chế độ trình chiếu cho rõ đi ạ. Trình chiếu à? Thầy bấm vào chế độ trình chiếu ạ. Cái này cái gì? Vâng. Nhìn rõ chưa? Rồi, nó lại là bước 1 là khởi tạo cái tệp thầy có biểu cho trường mình và nhập dữ liệu gốc. Nhé. Thì cái phần 1 này chúng ta chỉ làm đúng một lần thôi, sau này không phải làm lại nữa. Bước thứ 2 là nhập các cái thuộc tính môn học và ràng buộc giáo viên, tức là nhập những cái thuộc tính sư phạm môn học và ràng buộc của từng giáo viên. Thì bước 2 này cũng hầu như chỉ làm một lần thôi. Chỉ có là mỗi năm mỗi học kỳ chúng ta có thể sửa đổi một chút về giáo viên thôi, còn lại chúng ta nhập một lần. Nhưng bước 1, bước 2 là gần như nhập một lần thôi nhé. Bước thứ ba là nhập cái bảng phân công chuyên môn cho thầy cô biểu. Thì bước 3 này phải làm cho mỗi một lần mà ta làm thầy cô biểu phải nhập một lần. Thì bước 3 là bước rất quan trọng. Bước 3 là bước là rất nhiều người là không hiểu và làm sai bước 3 này nhé. Bước 3 là lúc 3 thì là bước 3 là nhập là gì? Nhập là phân công là một lớp như này, cái môn này thì ai dạy và một tuần là bao nhiêu tiết. Ví dụ lớp 9A môn toán một tuần là 4 tiết, giáo viên là Nguyễn Văn A dạy. Đấy thì ba là như vậy nhé. Còn là thứ tư, sau khi mình nhập bước 3 chuẩn xác rồi ấy, cái bước 3 là bước mà phức tạp nhất mà mất thời gian nhất. Khi bước 3 xong rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang bước 4. Bước 4 là bước rất là ngắn nhưng mà rất quan trọng, là chúng ta gọi, tôi gọi là chuẩn bị sẵn có biểu. Tức là bước đó là bước 4 thì chúng ta là xếp tiết chào cờ, xếp tiết sinh hoạt, các cái tiết cho cái chủ nhiệm vân vân nhé. Là nôm na là hiểu ra xếp trước thì có biểu, xếp trước cái phần nào quan trọng nhất. Xong sang bước 5 là bước mà bấm nút xếp 100% thì có biểu. Bước 5 chỉ trong một phút là xong nhé. Bước 5 xong rồi là chúng ta có thể là in ra và phát cho học sinh rồi, phát cho giáo viên rồi. Nhưng mà bước 5 thì có thể chưa xong bởi vì giáo viên nó sẽ kêu xấu. Chúng ta sẽ chuyển sang bước 6 là quan sát tinh chỉnh dữ liệu để cứu một vài giáo viên cho nó đẹp lên nhé. Chú ý là chỉ cứu một vài người thôi, không thể cứu cả trường được đâu nhé. Về nguyên tắc ở trong nhà trường ấy là có một số giáo viên là bị xấu, một số giáo viên là tốt. Thì chúng ta sẽ cứu một vài người xấu thôi, chứ không thể nào cứu tất cả được vì nguyên tắc không thể nào mà toàn trường được tốt cả. Vì nguyên tắc là không được như vậy nhé. Khi bước 6 xong rồi, chúng ta sẽ chuyển sang bước 7 là chúng ta in ấn báo cáo vân vân, chúng ta gửi email cho từng giáo viên, cho từng lớp vân vân. Thì đó là 7 bước nhé. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào mô tả cụ thể là từng bước một và các bạn sẽ theo dõi tôi trên màn hình nhé. Đây. Đây là phần mềm mới của tôi là như thế này. Và các bạn thấy là giao diện của nó là thay đổi so với bản cũ nhé. Tôi mô tả cái giao diện của nó giống như là đối với dùng cái giải ribbon này như này nhé. Có tự đơn hệ thống này, ribbon hệ thống, ribbon dữ liệu này, lệnh chính này, không nhìn này, công cụ này, đây là trợ giúp đúng không nào. Đó là cái thì chúng ta bắt đầu đi vào cái bước 1. Đó là nãy đấy, bước 1 là bước gì? Là bước chúng ta tạo một tệp thầy cô biểu mới. Và chúng ta sẽ nhập thông tin gốc của thầy cô biểu. Nhá. Thì tệp thầy cô biểu nó có đuôi là STKB và chúng ta chỉ tạo ra đúng một lần thôi. Tệp đó sẽ lưu trong máy tính của chúng ta và dùng mãi mãi. Đến sang năm, đến học kỳ sau chúng ta vẫn dùng tệp đó. Được chưa? Ta sửa đổi thông tin thôi. Chúng ta không phải tạo hai lần cái tệp thầy cô biểu.
Rồi thì bây giờ tôi làm cái lệnh tạo mới như này, mới là lệnh này này, hoặc là vào hệ thống đây nhé, thế nào ở đây này. Thì tôi mô tả lệnh lệnh đó nhé, rất đơn giản thôi, chúng ta vào đây. Đó, và chúng ta nhập thông tin theo 4 bước nhé, đây là 4 bước này nhé. Bước 1 là nhập mã trường và tên trường. Cái mã trường thì hầu như chính là cái tên file của chúng ta đấy. Ví dụ tôi nhập cái tên file, như tôi nhập tên là Chu Văn An chẳng hạn, thì lấy ví dụ thế nhé. Tên trường ghi rõ đi, ví dụ là Trung học Phổ thông Chu Văn An, chúng ta gõ tiếng Việt thoải mái nhé. Đây là Unicode đấy. Rồi, tỉnh thành phố chúng ta nhập cái tỉnh thành phố ở đây nhé. Đây chúng ta nhập cái niên khóa và học kỳ nhé, hiện tại mà chúng ta muốn tạo ra theo cái biểu. Chú ý rằng là cái niên khóa này chúng ta có thể thay đổi được đấy, đấy thay đổi được nhé, cho nên là chúng ta yên tâm là nhập một lần thôi, tạo một lần và dùng mãi mãi. Học kỳ này cũng thay đổi được, học kỳ 1, học kỳ 2 ở đây nhé. Đó, rồi đây là bước 1/4 này. Bấm vào xem bước 2 nhé. Bước 2 này chúng ta nhập cái thư mục mà lưu trữ dữ liệu của chúng ta. Chúng ta chú ý nhé, thư mục này rất quan trọng. Lưu một nơi, tôi nhập vào đây nhé, tôi nhập vào đây. Máy tôi thích nhập vào đây cơ. Tôi vào ổ D của tôi nhé. Tôi vào Hà BV nhé, tôi vào đọc của tôi nhé, tôi vào đây nhé. Tôi vào chỗ hôm nay là cái mà tập huấn đây. Này này, hay tập huấn đây nhé, ok. Tên file thì mặc định phần mềm sẽ đưa ra cái đuôi là STKB, còn cái tên mặc định của tệp chính là cái mã trường. Không chỉ hệ thống là như này, ta để mặc định nhé. Sang đến bước thứ, đây là bước 2 nhé, bước 3 này. Các bạn cứ lắng nghe thôi, quan sát nhé. Tranh thủ ghi chép. Sang bước 3 thì chúng ta nhập cái kiểu của trường mình. Đây, khối đây nhé. Của lớp hệ thống đây này. Có thể là trung học cơ sở thì nó là khối 6 đến khối 9, tiểu học. Chúng ta là cả tiểu học, cả trung học cơ sở, chúng ta ghi vào đây. Để tùy chúng ta nhé, để chúng ta tùy chúng ta lựa chọn nhé. Hoặc là khác, được tùy. Được, tôi cho vào đây nhé, ví dụ ở đây nhé. Rồi, sau thêm bấm sang bước tiếp tục. Bước 4 là phần mềm sẽ cho chúng ta nhập trước các cái môn học. Chúng ta có thể thay đổi sau này. Mình nên chọn đi, hết đi. Cả chính cả phụ, rồi nhé. Các bạn chú ý này, trong cái môn học của phần mềm nhé, các bạn chú ý nhé. Môn sinh hoạt là cái môn đầu tiên ở danh sách, chúng ta đừng không nên xóa nhé. Giữ nguyên ở đầu danh sách là môn sinh hoạt. Sinh hoạt là cái môn học đặc biệt, thường học là đầu tuần hoặc cuối tuần do giáo viên chủ nhiệm dạy, và cái môn sinh hoạt đó thông thường là mỗi lớp chỉ một tiết một tuần. Các bạn chú ý nhé. Rồi, sau tôi bấm nút kết thúc. Đó. Phần mềm lập tức mở ra này, mở cái file ra này, cái file là chuanan.stkb đây này. Không nào. Và chúng ta bắt đầu là nhập dữ liệu. Được chưa? Thế thì cái phần nhập dữ liệu gốc bao gồm này. Đây là bước 1 nhé. Ta vào dữ liệu. Bao gồm này. Bạn chú ý này, nhập lớp này, nhập giáo viên này. Nhập môn học này. Nhập môn học ở đây nhá. Để nó bị lỗi cho nên đây tôi mình hiện đây mở đây là môn học này. Lớp viên này. Được chưa? Ở đây nhá, đây là nhập môn học này. Đó. Thì đó là những cái đây chính là cái chỗ mà ta nhập đây. Một lần thôi nhá. Được chưa? Rồi. Làm thử cho bạn xem nhá. Nhập lớp này. Nhập lớp là nhập mà đầu tiên. Đó thì đây các bạn thấy là trên màn hình hiện ra thấy học đây nó gồm có lớp sáng và lớp chiều. Chúng ta chú ý nhá. Lớp học của chúng ta ấy, thì nó sẽ có 3 loại lớp học. Lớp sáng tức là lớp học chỉ học sáng không học chiều. Lớp chiều là lớp chỉ học chiều không học sáng, và lớp cả ngày là học cả sáng cả chiều. Chú ý nhé, lớp sáng là lớp chỉ ở đây thôi, lớp chiều chỉ ở đây thôi, còn lớp sáng chiều cả ngày đấy, hiện cả ở đây và cả ở đây nữa nhé. Các bạn chú ý nhé, khi chúng ta làm chúng ta phải rất chú ý chuyện này, nhập cho nó thật chính xác thông tin của lớp. Ví dụ nhé, như tôi nhập lớp của tôi là như là lớp, ví dụ như tôi lập ví dụ thôi, tôi sẽ lập ví dụ là buổi sáng là lớp khối 12, buổi chiều là khối 11 nhé. Thì tôi lập như sau này, đầu tiên tôi chọn là buổi sáng này nhé. Ở đây nhé, thì các bạn có thể là nhập một lớp
hoặc là nhập nhiều lớp cùng lúc. Ví dụ tôi viết là 12A cách ra bằng cái, 12B cách ra bằng cái, 12C đó, và tôi bấm nút thêm, nó thêm vào đây. À, chú ý thêm tí nữa nhé. Đối với trường nào mà có nhiều địa điểm ấy, thì đây này, ở đây nó có cái thông tin là vị trí lớp là như sau này. Tức là phần mềm ấy là phần mềm là đã hỗ trợ là 10 địa điểm nhé, 10 địa điểm. Bạn chú ý là 10 địa điểm này đó. Thì mặc định thì là vị trí lớp nó là 1. Nhưng giả sử ở lớp 12C lên là một địa điểm 2 thì chúng ta chỉnh sửa sau nhé. Để đây là các ba lớp này đều ở địa điểm 1 nhé. Bấm nút thêm. Đó, đây là lớp 12 là học buổi sáng. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang buổi chiều này. Tôi bấm chọn buổi chiều ở đây nhé. Đấy, tôi sẽ chọn là ví dụ là bấm là 10A, 10B, 10C. Được chưa? Đó, bấm nút thêm. Thế nên mà đây. Như vậy là có lớp 12 là học sáng, lớp 10 khối 10 là học chiều. Giả sử tôi bổ sung thêm lớp 11, khối 11 là học cả ngày. Cả ngày nhé. Đấy. 11A, 11B, 11C. Đó, cả ngày, bấm nút thêm. Thấy chưa? Như vậy là ở đây các bạn thấy là khối 12 là lớp 12 ạ. Khối 12 chỉ học sáng, khối 10 chỉ học buổi chiều, nhưng mà cái khối 11 học sáng cả chiều. Trong sách buổi lớp học buổi sáng là có lớp 12 và lớp 11, lớp chiều là có 10 và lớp 11, các bạn chú ý nhé. Như vậy là phần mềm là lưu hai danh sách sáng chiều, những lớp nào mà có tên trong cả hai thì máy tính tự hiểu đó lớp học cả sáng cả chiều. Các bạn chú ý chưa? Và mỗi lớp có thể là có địa điểm khác nhau. Như lớp 12 đây là địa điểm 1, lớp 12B đây tôi bấm điểm 2, chuyển đến điểm 2 đây, điểm 2 đây nhé. Bấm vào cập nhật. Chỉ đó là lớp 12B sẽ là điểm 2, 12A là điểm 1. Đối với trường nào mà có nhiều được nhiều các cái trường mà có nhiều điểm trường ấy thì chúng ta chọn cái đó nhé. Rồi, thì đó là xong cái việc là nhập lớp. Bây giờ tóm lại, bây giờ chúng ta nhập sang phần tiếp theo là chúng ta có thể chỉnh sửa lại môn học. Tôi vào đây, chúng ta có thể chỉnh sửa lại môn học nhé. Đây là phần mềm cho mặc định, chúng ta có thể xóa đi một số cái môn, tôi lấy ví dụ là môn âm nhạc. Tôi lấy ví dụ đấy nhá, trường mình không học, tôi xóa đi, bấm chọn âm nhạc. Và chọn xóa, được rồi, xóa đi, xóa âm nhạc đi này. À, ta xóa môn như là xóa môn gì nữa, xóa môn cứ lấy ví dụ thôi mà nhé, đây lấy ví dụ thôi, xóa âm nhạc nghệ thuật, trường mình không có nghệ thuật, xóa nốt nghệ thuật để, như vậy xóa để lại hết cả đây nhá. Đó, như vậy nhé. Rồi mà chú ý là không được xóa sinh hoạt nhé. Đó, một số là môn rất quan trọng là ta không nên xóa. Rồi đó là xong cái phần là tiếp theo chúng ta sẽ nhập giáo viên nhé. Thì các bạn là tắt cho tôi ấy đi, tắt âm thanh đi, tắt âm thanh này. Rồi mở, nhưng một số người nó lại bật lên, nó lại bật lên và nói chuyện được rồi nhé. Bây giờ nhập cho giáo viên này. Giáo viên nhé. Đây. Thì các bạn nhập giáo viên thì các bạn là nhập từng người một thôi, không biết nào khác cả. Thời gian phần mềm có tính năng là nhập giáo viên từ Excel. Nhưng mà thôi, ở đây chúng ta là nhập trực tiếp cho nhanh thôi, vì tôi không mô tả thì bây giờ từ Excel. Thì trường chúng ta chỉ có cùng lắm là 100 giáo viên là cùng đi, 100, 200 là cùng đi, nhập một lúc là xong. Nhưng mà giáo viên nhập một lần thôi, không cần nhập hai lần. Cho nên là chúng ta chỉ nhập một lần, chỉ có nhập một lần thôi mà dùng mãi mãi nhé. Thì giáo viên nhập như sau này, chúng ta nhập tên giáo viên và nhập mã giáo viên. Tên giáo viên có thể là trùng nhau, nhưng mã thì không được trùng nhau. Vụ trường chúng ta là có hai ông tên là Nguyễn Văn Bình cả, hai ông Bình cả, nhưng mà mã giáo viên sẽ là Bình Văn, Bình Toán hay là Bình 1, Bình 2, ví dụ như vậy nhé. Thì phần mềm sẽ tự động là gì? Tự động là đặt mã giáo viên theo tên giáo viên. Ví dụ, tôi đặt nhé. Bùi này, này. À, đấy, phần mềm tự động đặt mã giáo viên là Hà nhé, tôi lấy dụ như vậy. À đây nhé, đó. Từ ta đặt lên là Hà 1 chẳng hạn. Vậy là mã giáo viên là Hà 1. Tên giáo viên là Bùi Việt Hà. Bạn chú ý rằng là tên giáo viên này có thể là trùng nhau, nhưng mã giáo viên thì không được trùng nhau. Bạn biết rồi đấy nhé. Chúng ta có thể nhập thêm địa chỉ, điện thoại, email nhập này, quan trọng email này nhé.
để phần mềm nó có tính năng là gửi email cho từng giáo viên một. Xong một người bấm nút là thêm. Đấy, nhưng mà trên được một người nhé, là người thứ hai ví dụ như là Bình, đơn giản, Bình một nhanh nhé, Bình một thêm người thứ ba là Hà Văn, hai ông Hà. Đánh không chuẩn nữa. Hà Văn, được chưa? Tùy chúng ta chọn nhé. Ví dụ như là thêm một người nữa nhé. Quang. Enter, ta bật lên Enter là xong nhé. Quang này, Lý này. Lý này. Đấy, như thế nhé. Nguyễn. Thử thôi mà. Nguyễn Văn Vinh. Đấy, ta nhập vào thôi nhé. Rồi. Khi nhập xong giáo viên rồi thì chúng ta phát ra. Và bước tiếp theo là chúng ta sẽ nhập cái gì? Bước tiếp theo là chúng ta sẽ nhập mà nhập thông tin gọi là của nhóm giáo viên. Cái này là quan trọng cái này. Chúng ta sẽ nhập mà nhóm giáo viên theo từng nhóm, từng môn học như là nhóm văn, nhóm toán, nhóm lý, nhóm hóa, vân vân. Là nhóm như nhóm tự nhiên, nhóm xã hội, tùy các bạn được chọn. Thì nhóm nó có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa là trong mai kia chúng ta sẽ nhập các cái ràng buộc theo từng nhóm một, hoặc chúng ta sẽ nhập phân công chuyên môn theo từng nhóm một, nó rất thuận tiện nhá. Làm thử nào, bấm vào đây đó. Thì bây giờ chúng ta ở đây nó có nhập nhóm thì nó có hai bước. Bước một là chúng ta là nhập nhóm và nhập thành viên nhóm. Bước số hai là chúng ta gán là nhóm nào dạy môn nào ở đây, rất quan trọng nhá. Đấy, giả sử tôi tạo một cái nhóm mới thì chúng ta phải nhập nhóm chính được, nhập là thành viên sau. Tôi nhập là nhóm là toán này, nhóm toán, enter một nhóm. Nhóm hai là nhóm văn, enter nhóm lý, enter. Ví dụ như vậy nhé. Đó, sau đó chúng ta sẽ gắn tên này, nhóm toán bấm đây này, nhóm toán nhé. Rồi thì bên nhóm ở đây này, ví dụ tôi nhớ là nhóm là ông Hà này, bấm ở đây là chuyển sang ông Hà là thuộc nhóm toán này, nhóm ông Quang thuộc nhóm toán, được chưa? Đó, vậy là nhóm toán gồm có hai người là Hà và Quang. Bấm cập nhật ở đây, xong nhóm toán nhé, toán gồm có hai người này, được chưa? Nhóm văn, văn đây là Bình, Văn, Hà, V là Văn đây, hai người nhé. Ví dụ thế nhé, cập nhật. Nhóm lý này, nhóm lý gồm có lý này này, Vinh này, đấy hai người, hai người trong nhóm lý nhé, cập nhật. À, chúng ta chú ý là một giáo viên có thể nằm trong nhiều nhóm nhé, có thể ta tạo hai nhóm là nhóm toán, nhóm tự nhiên chẳng hạn, thì cái ông này vừa nằm một nhóm toán vừa nằm trong nhóm tự nhiên nhé. Tiếp theo là chúng ta gán cái nhóm nào dạy môn nào, đây nhóm toán nhé, đúng ở đây chúng ta chọn là sinh hoạt và toán. Chú ý là tất cả các nhóm đều phải để sinh hoạt vào đây. Vì sao như vậy là bởi vì là gì? Các giáo viên đều có thể dạy, có thể chủ nhiệm, cho nên đều được chọn là môn sinh hoạt vào đây nhé. Như vậy là nhóm toán này là sinh hoạt toán, cập nhật. Rồi nhóm văn chọn sinh hoạt và chọn văn. Văn đâu rồi? Văn đây. Đó. Cập nhật. Nhóm lý chọn sinh hoạt, chọn lý nhé. Đó, cập nhật. Đó. Thì đây là cái thao tác là gì? Là nhập cái phân công chuyên môn, à gì đó, nhập cái nhóm giáo viên, tổ nhóm chuyên môn nhé. Rồi đó, thì như vậy là chúng ta nhập lớp này, nhập môn học này, nhập giáo viên này, nhập nhóm giáo viên. Nhưng còn gì tôi là tôi nói sau nhé. Đấy, bây giờ tôi nói thêm một chút nữa là các cái thao tác đây, tạo dữ liệu gốc là bước 1 nhé. Thì ngoài cái việc chúng ta nhập thông tin là môn học, giáo viên, lớp học, phòng học, thì chúng ta có thể là nhập địa điểm lớp này, nhập cái đào tạo nếu có này, nhập phân phối tiết chuẩn này. Phân phối tiết chuẩn này chỉ là hình thức thôi, chúng ta có thể chỉnh sửa lại sau. Và nhập khối lớp hệ thống, phần này là phần không quan trọng lắm, tôi sẽ bỏ qua. Phần này khi nào các bạn mà lập ấy, các bạn mà làm sau này các bạn hỏi chúng tôi sau nhé. Cái phần này theo tôi là không quan trọng. Như vậy chúng ta đã vừa xong được cái bước 1 của trong 7 bước rồi đấy. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang
À xin lỗi, tôi xin lỗi về sự quan trọng mà tôi quên không nói. Quên mất. Khi mà chúng ta nhập môn học ấy, nhập môn học nhá. Đây ta vào đây nhá, đó, ta lại có nhập môn học này. Thì môn học chỗ này nó có một tham số rất quan trọng mà ta quên không nói. Làm ra tham số đây này. Số này nhá, số phòng của môn đây này. Số phòng học của môn đây này. Số này này, rất quan trọng nhá. Thế nó là cái gì? Đây thì tôi sẽ nói mặc định là máy để tất cả cái số này là 150, nhưng mà chúng ta có thể điều chỉnh lại như sau. Ví dụ nhá. Tôi lấy ví dụ như này này. Đây là cái chỗ mà đây là số này là cho phép là cùng lúc có bao nhiêu tiết học học cùng lúc của môn học này. Lấy ví dụ nhá, chúng ta môn tin học, giả sử chúng ta của trường chúng ta chỉ có là hai phòng tin thôi, hai phòng máy tính thôi. Như vậy là gì? Là cùng một lúc chỉ cho phép là hai lớp lên phòng tin để thực hành thôi. Được chưa? Thế làm như nào? Chúng ta sẽ nhập đây là số 2. Ôi trời ơi. Được chưa? Như vậy là khi ta nhập môn tin đây là số 2 là cái gì? Là hai phòng tin thì máy tính hiểu là gì? Là cùng một lúc chỉ cho phép được hai tiết tin ở trong toàn trường thôi, không cho phép là ba tiết tin. Cho nên là yên tâm là lúc nào có tin giờ tin học là con được quyền lên phòng máy tính để ta thực hành. Đấy, ví dụ như vậy, những tin là hai nhé, bấm cập nhật này. Giả sử môn sinh, trường chúng ta là môn sinh chỉ có là 5 phòng thực hành sinh thôi, thì chúng ta bấm vào số 5 thì máy sẽ hiểu là gì? Máy sẽ hiểu là gì? Là chúng ta làm là chỉ cho phép cùng một lúc là có 5 tiết sinh cùng một lúc. Như vậy là tất cả các tiết sinh đều cho phép là gì? Là lên phòng thực hành được. Các bạn đã hiểu chưa? Nhưng đây là con số rất quan trọng này. Ngoài ra tôi sẽ nói thêm một tí nữa nhé. Giả sử trường chúng ta có môn, tôi lấy ví dụ là có môn sử. Giả sử môn sử nhé. Trường chúng ta, cả trường chúng ta chỉ có 4 cô giáo sử thôi. Cho nên là về phần mềm ấy, phần mềm sẽ xếp ngẫu nhiên mà, cho nên là nó sẽ có lúc đó nó sẽ có thể cho, có thể tôi dạy là nó cho phép là gì, là cùng một lúc cả 4 cô sử đều lên lớp cả, cùng một thời điểm, ví dụ là tiết 3 ngày thứ 5 cả 4 cô sử đều có giờ ở 4 lớp khác nhau ở trong toàn trường. Thì nếu như vậy chẳng may mà một cô sử bị ốm ấy, không ai thay được cả nữa, vậy lớp sử đó không ai thay được, cho nên là sẽ bị trống tiết. Thì bây giờ chúng ta làm như sau này. Giả sử chúng ta là có 4 cô và 4 cô may đều yếu cả, chẳng may ốm hay sao, chúng ta bấm vào đây chọn đây là số 3 thôi. Đó. Thì như vậy là máy tính hiểu gì? Máy tính hiểu là maximum tại một thời điểm chỉ có 3 lớp sử thôi, 3 môn sử cùng là học cùng một lúc thôi. Cho nên là tại một thời điểm bất kỳ luôn có một cô sử là rỗi, là trống ra. Thì nếu một cô khác mà ốm, cô này sẽ vào dạy thay. Đấy, ví dụ như vậy. Thì đây là như vậy, cái số phòng của môn này, số học của môn học rất quan trọng nhé, ta chú ý nhé. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang bước số 2. Xong là bước 1 nhé, chúng ta sang bước 2. Bước 2 là chúng ta nhập thuộc tính môn học và ràng buộc giáo viên. Đấy. Thì đây là nhập các cái tính chất đại điểm gì để phần mềm nó xếp theo cái biểu một cách rất là khoa học, hợp lý về mặt sư phạm và thỏa mãn được các giáo viên. Nếu chúng ta mà không nhập cái này ấy, thì nó xếp lung tung, nó xếp ví dụ là một lớp có thể là một buổi là năm tiết văn, 5 tiết toán, như vậy nó không được. Chúng ta phải lựa chọn các cái này. Thì các thuộc tính này, giải mục này chúng ta nhập một lần, không nhập một lần thôi, không nhập nhiều đâu. Vậy tôi mô tả lại nhé, các lệnh đó nhé, ở bước số 2. Nhưng bước số 2 là có hai lệnh, một lệnh là nhập thuộc tính môn học và hai là nhập thuộc tính của giáo viên nhé. Rồi chúng ta cùng làm này. Bây giờ chúng ta vào cái lệnh nhập thuộc tính của môn học trước. Lệnh này này, trong thực đơn dữ liệu nhé. Lệnh là tính chất môn này. Lệnh này này. Đấy, ta vào đây nhé. Đó. Thì các bước là như sau này. Trên màn hình hiện ra là có là 17 cái ràng buộc, 17 cái thuộc tính môn học. Chúng ta có thể là chọn thuộc tính, sau đó là chọn phạm vi và chọn lớp, và chúng ta sẽ bấm nút để chọn để gán cái ràng buộc đó cho từng lớp một, từng khối lớp một, từng buổi học một. Có
57 cái, nhưng mà thế chúng ta không dùng nhiều đâu. Chúng ta chỉ dùng chức năng là 1 này, 1 và 3 thôi. Hầu như chỉ học chọn 1 và 3 là chính nhé. Còn có thể là 2, có thể là 2, có thể là 6, có thể là gì, có thể là 6, có thể là 4, nhưng mà ít lắm, ít dùng lắm nhé. Như vậy là một là gì? Một là có một cái tiết sinh liền trong một tuần lễ, thì cái một này hầu hết chỉ gắn cho môn văn và môn toán, hầu hết nhé. Cái số 2 này hầu như không dùng. Cái số 3 này hầu hết là gắn cho tất cả các môn học trừ môn văn và môn toán. Còn cái số 4 này, khoa học thứ 5 là dành cho gì? Dành cho cái mùa hè nóng ấy, nóng được cái môn thể dục, không đi học thứ 5. Khoa học thứ 1 dành cho ai? Dành cho cái mùa đông lạnh giá đấy, ở miền núi ấy, thì môn thể dục không đi học tiết 1. Đấy, như vậy chỉ có vài lệnh đó là hay dùng thôi. Còn chỗ khác chúng ta có thể bỏ qua nhé. Để tôi mô tả các cái việc án này. Đây. Sửa ở đây nhé, tôi muốn án cho gì là môn văn môn toán cho toàn trường, bấm vào đây nhé. Bấm vào đây. Rồi. Sau đó tôi sẽ chọn môn toán. Chọn môn toán. Và đây tôi bấm nút bổ sung để tôi chọn không phải là sáng chiều mà toàn bộ cho toàn trường, bấm vào đây và chọn là toàn trường. Như vậy là toàn trường, nghĩa đây là cả sáng cả chiều đấy nhé. Bấm nút kết thúc. Đấy. Được chưa? Kết thúc ở đây nhé. Ghi dữ liệu để cho yên tâm này, kết thúc này. Như vậy là xong là một chất gắn chất 1, tôi gắn chất 2 này, chất 3 này cho các môn còn lại nhé. Bấm vào đây. Yeah. Bắt đầu chọn này, chọn vật lý này, bổ sung này, toàn trường này, kết thúc. Chọn môn sinh này, bổ sung này, toàn trường này, kết thúc nhá. Môn hóa này, bổ sung này, toàn trường, như tôi lấy ví dụ thôi, toàn trường này, kết thúc này, đó. Môn tin này, bổ sung này, toàn trường này, kết thúc, ví dụ như vậy, được chưa, đó. Kết thúc. Tôi quay lại nốt môn văn nhé. Môn văn này qua một con tiết sinh liền này thì là cho môn văn. Văn này, bổ sung này, toàn trường. Được chưa? Đó, kết thúc. Đó, thì các bạn thấy là cái việc mà ta nhập cái ràng buộc của môn học ấy, nhập lúc là xong thôi. Nhập chỉnh chu cẩn thận cho từng môn một ở trong nhà trường nhé. Đấy, các bạn đã hiểu chưa? Bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo khó hơn, là chúng ta sẽ nhập các cái ràng buộc của giáo viên. Đấy. Thì ràng buộc giáo viên tôi nói luôn này, thì phần mềm cho phép chúng ta có hai lệnh, một là chúng ta nhập ràng buộc cho từng nhóm một giáo viên, hai là nhập cho từng giáo viên. Thì chúng ta nhập cho nhóm ấy thì chúng ta chỉ nhập cái ràng buộc về họp thôi. Để lấy ví dụ đây nhé, có hai lệnh là nhập nhóm giáo viên, đây này, ngoài đập đây, yêu cầu giáo viên, đây là lệnh là yêu cầu cho nhóm này, còn đây yêu cầu cho từng giáo viên một. Hai lệnh này nó giống nhau nhưng mà nó khác nhau là cái lệnh này là dành cho toàn bộ, cho từng cả giáo viên trong một nhóm. Lệnh này là nhập cho từng giáo viên một. Chúng ta chú ý nhé. Rồi. Qua thử ở đây này. Nói giáo viên nhé. Đó. Chúng ta có thể nhập chọn nhóm, nhóm toán, nhóm văn, nhóm lý đấy, như vậy nhé. Lấy ví dụ nhé. Thì ở đây chúng ta có thể bỏ qua chỗ này. Bỏ qua hết đi. Chúng ta chỉ vào chỗ này thôi. Vào chỗ này thôi. Thì đây là chỗ chúng ta có thể nhập các cái ràng buộc cụ thể cho từng tiết học một nhé, sáng và chiều riêng biệt nhé. Đây này, đó. Lấy ví dụ như là môn toán sẽ họp vào sáng ngày thứ 6 tiết 1. Đây, cho làm sao chúng ta chọn sáng này, chúng ta chọn môn toán này, bấm vào đây nhé, kích nút vào đây, đó, và chọn là họp. Ta chú ý là cái ràng buộc họp là cái ràng buộc mà là cứng. Khi đã họp rồi thì giáo viên đó không dạy ở chỗ nào khác nữa. Tất cả giáo viên đó là được nghỉ, chỉ để họp thôi. Chuyên giáo là cái yêu cầu họp là yêu cầu là cứng. Nhá. Đó. Ví dụ là môn văn. Môn văn sẽ họp vào sáng thứ 7. Tôi lấy ví dụ thế. Họp. Đó. Được chưa? Ta xem lại cái môn toán nhé. Toán là họp sáng thứ 6 đúng không? Văn họp sáng thứ 7. Còn môn lý, ví dụ là môn lý là học buổi chiều, môn lý buổi chiều là họp vào thứ 5 và thứ 6, lấy ví dụ như vậy, bấm vào đây, chọn họp. Như vậy là
mỗi một cái môn học ấy, mỗi một nhóm môn ấy là chúng ta chọn một cái lịch để ta họp cho giáo viên. Còn chúng khác chúng ta bỏ qua nhé. Đó, xong phần cho nhóm giáo viên. Bây giờ tôi sẽ vào lệnh rất quan trọng nữa là nhập yêu cầu của từng giáo viên một. Bấm vào đây nhé. Đó, thì nó rất phức tạp đây này. Giáo viên đây nhé, chọn từng người một. Nhưng mà các bạn chú ý là giáo viên ấy thì chúng ta không nên nhập quá nhiều. Nhập ít thôi, nhưng mà là chuẩn xác từng người một. Thì ở chỗ này là chỗ mà phần mềm đã làm sẵn rồi, không cần tao làm chuẩn, chúng ta không động vào nữa, chúng ta chọn ở dưới này thôi. Chúng ta có thể cho học sinh, cho giáo viên đó là ví dụ cho cái anh này bình một này là anh xin nghỉ ngày thứ 6, tôi bấm lên, bấm vào đây sáng thứ 6 này. Thì đúc vào đây chọn là nghỉ dạy. Nghỉ dạy. Nghỉ dạy. Nghỉ dạy. Ví dụ tôi lệnh ví dụ như vậy nhé, nghỉ dạy. Hoặc chúng ta có thể đặt cái thông tin khác, ví dụ như là kia bình này là có con nhỏ cho nên là buổi sáng con đi học, tôi bấm lên ra chọn là dạy từ tiết 2 đến tiết 4 thôi. Hàng ngày, tất cả các tiết trong tuần, trong ngày trong tuần. Buổi sáng nhé, để sáng anh ta là cho học sinh đưa con đi học xong buổi trưa đi đón con. Đó. Hoặc là ở đây chúng ta có thể gán cụ thể là cái ông này ông yêu cầu là chỉ dạy vào thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 7, chủ nhật. Bỏ nhân đi và thứ 6 là nghỉ. Đấy, ví dụ như vậy. Chúng ta chú ý là chúng ta không nên nhập quá nhiều thông tin, nhập quá nhiều thông tin cho giáo viên vì nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái việc xếp 100%. Thì nó thêm một cái ràng buộc nữa nhé, rất quan trọng. Chúng ta bấm nút ràng buộc khác. Và chúng ta ở đây nó có một cái hai cái ràng buộc rất quan trọng. Đây là hai ràng buộc cứng đấy, ràng buộc cứng nhé. Ràng buộc này, ràng buộc là một ngày chỉ dạy một địa điểm. Hoặc là ở đây một buổi dạy một địa điểm. Đây là ràng buộc cứng nhé. Khi ràng buộc này thì khi một giáo viên A dạy tiết 1 ở địa điểm 1 thì không thể tiết 2 địa điểm 2 được nữa. Và chúng ta có thể bấm đây áp dụng cho toàn trường luôn. Toàn trường luôn. Đấy, như vậy nhé. Đây là cái chỗ mà rất quan trọng. Đây là một ràng buộc cứng. Còn nó lại nhé, nó là thêm này này. Nhá, bây giờ cái chỗ này này. Trong cái ràng buộc nhé, phần mềm nó cho phép chúng ta ràng buộc này là nghỉ này, rồi là hạn chế này, rồi là bận này, rỗi này. Nhá. Thì chúng ta mà ở đây chúng ta chú ý là chỉ có ràng buộc họp là ràng buộc cứng thôi, còn cái ràng buộc này là ràng buộc mềm. Ràng mềm là gì? Ràng buộc mềm là ràng buộc là tôi nói lại cứ ràng buộc như vậy như là về là hạn chế này, hạn chế này, hạn chế hay là nghỉ dạy đúng không? Nghỉ dạy thì hạn chế này đúng không? Hay là bận này, hay là bận này. Đấy. Thì những cái ràng buộc như là bận, nghỉ, hạn chế đây là ràng buộc mềm. Mềm tức là gì? Mềm tức là như thế này. Mềm tức là khi mà phần mềm xếp tự động cho giáo viên ấy, cho toàn trường ấy thì phần mềm sẽ đầu tiên phần mềm sẽ hỗ trợ cho toàn bộ tất cả các cái ràng buộc này. Nhưng mà khi xếp phần gần xong rồi thì còn vài ngày nữa thôi thì phần mềm nó sẽ bắt buộc nó phải phá vỡ ra để nó xếp hết. Cho nên là cái ràng buộc này nó không thể bảo đảm 100% được. Một khi chúng ta xếp tay đấy, khi chúng ta xếp bằng tay nhé, thì nếu có cái ràng buộc như này thì mình sẽ thông báo là giáo viên đó xin nghỉ, xin hạn chế, bạn có đồng ý dạy không, bạn có đi xếp không. Chúng ta vẫn có thể là phá vỡ cái ràng buộc đó, chúng ta xếp trực tiếp vào đó. Nhưng mà ràng buộc họp thì là cứng, đã họp rồi thì không thể xếp được nữa. Các bạn đã hiểu chưa? Đây, thì đó là cái tôi vừa nói xong cái thông tin về về cái bước số 2 nhá. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bước số 3. Bước số 3 là bước số 3 là cái bước mà theo tôi là bước là phức tạp nhất mà khó nhất mà nhiều giáo viên là lung túng nhất đấy. Cái bước 3 là bước rất quan trọng. Bước 3 mà làm đúng ý, thì cái bước sau rất là dễ dàng. Đấy, còn bước 3 mà làm sai thì là cái bước sau là sẽ bị sai hết. Cho nên là bước 3 là bước rất quan trọng. Bước 3 là nhập cái phân công chuyên môn cho từng giáo viên một ở trong nhà trường, cho từng lớp một. Thì cái bước 3 là bước lâu thôi. Còn khi các bạn làm xong bước 3 mà chuẩn rồi ý, thì chuyển sang bước sau chỉ một vài phút nữa là xong. Ai mà làm các bạn làm thử biểu nhanh lâu rồi, quen rồi thì bước 3 là bước lâu nhất. Khi xong bước 3 rồi thì chúng ta phải yên tâm và sang bước sau chúng ta chỉ mất 15 phút nữa là xong toàn bộ cái thầy có biểu. Còn cái bước 3 này thông thường phải nhập lâu lắm.
đường sốt ruột nhé. Bước 3 là chúng ta có nhập cả ngày mới xong được một đường không chuyên môn cho toàn trường, nó rất là phức tạp. Rồi thế bước 3 này là cái gì? Bước 3 là chẳng qua là chúng ta nhập là cái giáo viên là cái lớp nào cái môn nào, giáo viên nào được phân công dạy và một tuần là bao nhiêu tiết. Ta chú ý là chỉ có từng ấy cái tham số thôi. Thì trước khi nhập cái bản này tôi sẽ nói thêm một chút về cái phần mềm nó quản lý cái này như thế nào. Thì phần mềm nó quản lý nó gọi là cái bảng phân công giảng dạy, được chưa? Thì phần mềm nó như sau này: nếu lớp học mà có một buổi thôi đấy, học chỉ sáng hoặc học chỉ chiều, phần mềm nó chỉ lưu một bảng công chuyên môn thôi. Như lớp 6A học sáng thì phần mềm nó lưu một bảng công chuyên môn lớp 6A cho buổi sáng. Lớp 10A học chiều, phần mềm sẽ lưu bảng công chuyên môn cho lớp 10B trong buổi chiều. Còn lớp 2 buổi thì phần mềm sẽ lưu cả hai bảng, là một bảng sáng, một bảng chiều và vào bảng chung. Thì nếu mà chúng ta mà xếp riêng biệt sáng chiều thì chúng ta nhập riêng bảng sáng và bảng chiều riêng đều lập với nhau, và chúng ta muốn gộp lại làm chung cũng được. Nhưng mà hầu như hiện nay là cái hiện tượng mà ít khi mà người ta dùng gộp lại chung là một lắm. Phần lớn ở Việt Nam mình cái thực hiệu nó khác nhau và cái lớp học nó khác nhau, mà hiện nay là Bộ Giáo dục Đào tạo cũng quy định là học một buổi thôi, còn buổi kia chỉ là cái buổi thứ hai, chỉ là cái buổi học thêm hoặc là học bổ sung. Cho nên thông thường là học chính là một buổi, như là buổi sáng là học chính, còn buổi chiều thì là học phụ đạo hoặc là học bổ sung thêm hoặc luyện thi và ngược lại. Cho nên là chúng ta nên là chọn cái loại là có phân công nhập phân công chuyên môn là riêng sáng chiều riêng nhé, chú ý nhé. Mà chú ý là công chuyên môn cả ngày ấy, thì bằng là sáng cộng với chiều cộng lại gộp lại. Ví dụ là ví dụ là môn lớp 12 là lớp 11A học sáng cả và chiều, thì môn toán buổi sáng là 3 tiết, buổi chiều là 2 tiết, thì tổng cả ngày sẽ là gì? Sẽ là 5 tiết. Đó. Chẳng qua là cái cả ngày ở đây là chỉ là bằng là sáng cộng chiều thôi nhá. Rồi, thì chúng ta chú ý này. Tôi mô tả cho các bạn cái lệnh xếp phân biểu xếp nhập công chuyên môn. Ta vào dữ liệu này, xong vào chỗ này nhé, công giảng dạy đây. Đó, tất cả đều chỗ những dữ liệu để hết này, bấm vào đây nhé. Thì đây là cái lệnh mà chúng ta sẽ nhập công chuyên môn là sáng riêng, chiều riêng. Được chưa? Đây là sáng này, đây là chiều này. Nhé, sáng riêng, chiều riêng. Và phần mềm sẽ lưu bảng sáng riêng, lưu bảng chiều riêng và lưu bảng tổng thể gộp hai lại với nhau. Phần mềm sẽ lưu cả ba bảng đó. Nhưng mà hiện ra là sáng riêng và chiều riêng. Được chưa? Thì đây là cái màn hình chúng ta sẽ nhập. Thì thông thường nó rất là dài như này, sinh hoạt, văn, toán, có thấy nó dài không? Dài dọc như này, cho nên rất là thông thường người bình thường ở đây nhìn là rất là phức tạp, cho nên là đầu tiên ấy, cho nên là rất là khó, cho nên chúng ta nên là nhập theo từng tổ chuyên môn thì hay hơn. Theo từng tổ một thì đã gán rồi, là ví dụ tổ văn dạy văn thôi, tổ toán dạy toán thôi, thì nó màn hình nó bé lại và nhìn dễ hơn. Ví dụ nhá, bây giờ chúng ta bấm vào đây, chúng ta kích nút chuyển vào đây và chúng ta chọn là lệnh là chọn nhóm giáo viên. Đó, thì phần mềm chúng ta sẽ chỉ nhập công chuyên môn theo từng nhóm một thôi. Bấm vào đây nhé, rồi chọn môn toán, chọn nhóm toán nhé, bấm vào đây kết thúc. Phần mềm sẽ chỉ hiện ra là môn sinh và môn toán thôi. Các bạn chú ý lúc ấy là buổi lúc tôi nhập cái nhóm toán, thì đó, nhóm toán là dạy cái môn sinh và sinh hoạt và môn toán, được chưa? Đó. Thì để làm như sau nhé, chúng ta bấm vào đây, bấm chuột phải vào đây. Ví dụ là ông Hà này sẽ là chọn lớp này, ông Hà sẽ là để từ khối 4 nhất khối 10, 11 đấy nhé. Ông Hà là chủ nhiệm lớp 10A. Ok, bấm vào đây. Quang, chủ nhiệm lớp 11. C, bấm vào đây. Đó, như vậy là một giáo viên chủ nhiệm một lớp đấy nhé. Rồi, toán này. Toán thì ông Hà là dạy hai lớp, được chưa? Còn Quang đây là dạy một lớp 10 và dạy ba lớp 11, được chưa? Đấy, các bạn đã hiểu chưa? Rồi, thì bây giờ tôi nói thêm một chút về số tiết chuẩn nhé. Bây giờ giả sử phần mềm sẽ hiện mặc định là sinh hoạt là một tiết D, chứ là chuẩn thế này, hoặc chuẩn thế này, chuẩn đấy nhá.
đây là năm này, đây là năm này. Nhưng mà giả sử năm nay chúng ta bộ làm bộ của chúng ta là gì, là giảm tiết, cho nên khối 10 sẽ giảm xuống còn 3 tiết thôi. Thì làm thế nào? Đấy, chúng ta làm như sau này, chúng ta sẽ bấm chuột phải vào đây. Và chúng ta chọn cái lệnh là gì, là thay đổi tiết mặc định ở đây này. Đấy, bấm vào đây và chúng ta chọn bên là số 3 nhé. Và nếu có cái lệnh là có lệnh thêm là các lớp đã nhập trong khối thay đổi theo số tiết này. Đó, bấm vào đây, kết thúc. Đó, thì đây về đây trở về 3 ngay. Và chỗ này sẽ là 3 rồi. 3 rồi. Ở đây tựa đây nhé, đây là lớp 1 là 4 tiết, bấm chuột phải, chọn lệnh này. Thay đổi số tiết mặc định đây. Bấm lên chọn là 4. Và chọn đây là các lớp đã nhập trong khối thay đổi theo. Kết thúc. Rồi, được chưa? Bây giờ giả sử tiếp tục đây. Giả sử riêng lớp 10A này, các lớp 10 khác đều là 3 tiết cả, nhưng riêng 10A là 5 tiết thì làm thế nào? Ví dụ lớp 10A là lớp chuyên toán của chúng ta, lớp chọn, làm thế nào? Làm được. Chúng ta kích nút chuột vào đây. Kích nút chuột vào đây nhé. Kích nút. Đó, hiện con trỏ. Chúng ta di chuyển vào đây và chúng ta gõ mở 10A, mở ngoặc 5, đóng ngoặc, enter. Đấy. Thì bạn thấy là như vậy, là ở đây là ghi rõ là lớp 10A là 5 tiết chứ không phải là 3 tiết chuẩn. Còn 10B và 10C ở đây là theo là 3 tiết chuẩn. Bạn đã hiểu chưa? Đó. Chúng ta nhấn sửa cho ghi lại nhé. Đó. Và chúng ta chuyển sang nhóm khác. Chúng ta chuyển sang nhóm là nhóm văn chẳng hạn. Và cứ như vậy chúng ta làm cho từng nhóm một. Hiểu chưa? Đó, đó là cái bước số mấy? Đó là cái bước số bước số 3 đúng không? Bước số 3 làm cẩn thận, không được nhầm lẫn là không được. Như vậy cái bước số 3 là bước rất quan trọng, nhưng mặc dù lệnh rất là lệnh đơn giản. Thế bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái bước số 4 là các bước là chuẩn bị xếp thầy khóa biểu. Thì bước này là gồm có những cái gì? Đây, bước này là bước như sau này. Chúng ta sẽ xếp tiết chào cờ, tiết không học. Chúng ta sẽ xếp tiết sinh hoạt, đúng không? Chúng ta sẽ xếp tiết giáo viên chủ nhiệm. Đấy, đó là những cái lệnh mà ở cái bước số 4 rất quan trọng tôi vừa nói. Bước 4 là bước là các bước chuẩn bị xếp thầy khóa biểu. Bước 4 là phải hoàn thiện khi mà chúng ta đã nhập xong công chuyên môn rồi nhá. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ trước khi thực hiện tôi sẽ nói ý nghĩa của nó này. Chào cờ nhá. Chúng ta chú ý chào cờ là tiết học đặc biệt, chào cờ không phải là môn học. Cái này rất nhiều các bạn là nhầm lẫn nhé, nhầm lẫn so với của chúng tôi. Là ở trong phần mềm của chúng tôi thì cái chào cờ này không phải là tiết học. Sự không phải là môn học bình thường. Đó là một tiết đặc biệt mà toàn trường là cùng một lúc, tất cả toàn trường là phải chào cờ hết. Ví dụ là tiết 2 này, tiết 2, tiết 5 này, tiết 7, tất cả toàn trường sẽ ra ngoài sân chào cờ nhé. Bây giờ có Covid-19 thì chào cờ ở trong lớp nhưng vẫn là tiết đặc biệt nhé. Như vậy là xếp chào cờ là xếp cho toàn trường luôn. Không học là gì? Không học là gì? Là cái tiết mà lớp đó sẽ không học và không được xếp tiết bình thường. Cái tiết không học để tạo khuôn cho các lớp học. Ví dụ nhé. Ví dụ như là toàn bộ khối 9 là 28 tiết bình thường. Cộng một tiết chào cờ là 29 tiết. Mà trong một tuần là 30 tiết, vậy suy ra là có một tiết thừa, 30 trừ 29 bằng 1, có một tiết thừa. Được chưa? Thì nếu một tiết thừa đó mà chúng ta không làm tạo khuôn cho nó thì là lớp 9A sẽ nghỉ, sẽ tiên nghỉ và một tiết ngày thứ hai, lớp 9B tự nhiên nghỉ và thứ ba, và một tiết ngày thứ ba, nhưng nó lộn xộn. Thì chúng ta muốn là toàn bộ khối 9 sẽ ra về cùng lúc vào tiết 5 ngày thứ 7, tiết 5 ngày thứ 6 chẳng hạn. Thì chúng ta đặt tiết không học cho toàn bộ khối 9 như vậy. Thì không học nó có ý nghĩa là gì? Là tạo khuôn cho các lớp học, được chưa? Tiếp theo là cái sinh hoạt là cái tiết dành cho giáo viên chủ nhiệm, và thông thường là cái môn học đầu tiên trong danh sách môn học chúng ta không được phép xóa nhé. Tiết sinh hoạt là tiết là cố định không được thay đổi. Chúng ta sẽ cho nó có tinh chỉnh dữ liệu thì không được thay đổi tiết sinh hoạt. Tiết sinh hoạt thường là được nhập trước và khóa luôn lại, được chưa?
Còn lệnh cho các giáo viên chủ nhiệm là gì? Là cái lệnh mà phần mềm sẽ tự động xếp một tiết thêm vào cạnh tiết sinh hoạt. Để giáo viên có dạy sinh hoạt xong lại thêm một tiết nữa để khỏi phải về ngay nhé. Như vậy là có bốn cái lệnh trong cái là cái phần bốn cái lệnh ở trong cái nhóm là nhóm thứ tư. Bây giờ tôi sẽ phải lấy một ví dụ khác cái phần mềm của tôi đi. Bây giờ tôi đây phần mềm này là nó không nhập chưa xong. Thì bốn ba lệnh bốn là chúng ta phải có một cái dữ liệu của lớp của trường học mà đã nhập xong toàn bộ bảng chuyên môn rồi. Tôi đóng lại và tôi sẽ đóng lại như đây lệnh này, lệnh đóng này. Đóng tiệm này. Mình ghi ở đây nhé. Ghi dữ liệu đây này, đóng tiệm này. Rồi tôi mở một tiệm khác ra này. Mở một tiệm khác ra thì tôi mở cái tiệm mà tôi đã có trong máy tính nhé. Đấy. Lệnh này tôi xem thử xem nó đã có gì chưa nhé. À này, tôi chuyển này lên này, có rồi, tôi làm lại lệnh này này. Tôi mở tiệm kia hơn. Mở tiệm này nhé. Nào kiểm tra tí nào. Đã có xếp gì chưa? Ô rồi, ngon lành rồi đấy nhé. Đây, bây giờ tôi xem lại này. Đây nhé. Kiểm tra xem nó đã xếp xong rồi nhá. Bấm vào đây. Đây. Đây cái bảng của nó này, bảng trung bình trường này này. Trường này là trường cấp 2 nhá. Đây này. Xong rồi đấy. Được các bạn có thể kiểm tra như này nhé. Các bạn vào đây nhé. Các bạn đây là chính là cái lệnh mà nhập phương công giảng dạy đấy. Chúng ta vào lệnh là nhập theo lớp đây này. Chúng ta kiểm tra một chút. Đó. Ở đây nhá. Khối 7 này. Khối 7 ở đây nhá là 27 tiết. Được chưa? Khối 8. Khối 8 ở đây là bao nhiêu? Khối 8 ở đây là 28 tiết. Được chưa? Khối 9 trên đây là 27 tiết. Chúng ta có thể nhòm đây, chúng ta có thể biết được là sức đã xong chưa. Đấy, như vậy là khối 7 là 27 tiết bình thường cả sinh hoạt ở đây đúng không? Cộng thêm chào cờ là 28 tiết, suy ra là khối 7 sẽ bị thừa 2 tiết. Khối 8 đây là 28 cộng 1 chào cờ, như vậy khối 8 sẽ thừa ra là 1 tiết. Khối 9 là 27 tiết sẽ là thừa ra là 2 tiết. Đó, ta chú ý nhé. Bây giờ chúng ta quay lại và chúng ta vào các lệnh của cái bước là cấp 4 này nhá. Rồi. Chúng ta vào đây nhá. Chúng ta vào lệnh chính và thực hiện cái lệnh là gì? Là xếp trước môn học. Đây. Đúng không? Nhập đây. Cùng nhìn. Tức là lệnh này nhé. Đây này, chương trình môn học ở đây nhá. Đấy. Đây là cái lệnh mà đây chính là cái bước 4 đây. Nằm ở đây hết nhá. Xếp môn học này, xếp tiết không học này, xếp chào cờ thứ tư chủ nhiệm nhá. Rồi chúng ta làm thử nhá. Đầu tiên chúng ta làm chào cờ trước, chúng ta bấm vào nút là chào cờ ở đây nhá. Và đây mặc định là cả toàn trường rồi, chúng ta bấm nút liệu toàn trường là bữa buổi sáng là tiết 1 ngày thứ 2 là toàn trường chào cờ. Có vừa đây nhé, bấm thực hiện. Xong. Như vậy là xếp xong chào cờ. Được chưa? Đó là bước 1. Tiếp theo, chúng ta xếp sinh hoạt đi. Chúng ta bấm vào môn học ở đây và chọn sinh hoạt. Sinh hoạt nhé. Rồi. Toàn trường sinh hoạt vào tiết 2 ngày thứ 2. Tiết 2 ngày thứ 2 sau chào cờ. Nhé. Ví dụ thế nhé. Bấm thực hiện. Xong. Như vậy là xong phần sinh hoạt. Tiếp theo, chúng ta sẽ xếp tiết không học. Thì chúng ta nhớ lại như vậy nhé, là lớp 7 sẽ thừa 2 tiết không học, thừa 2 tiết, lớp 8 thừa 1 tiết và khối 9 thừa 2 tiết. Tôi bấm nút không học vào đây, chọn này. Tôi sẽ chọn là khối lớp, chọn là khối 7. Vì khối 7 tôi muốn là toàn trường sẽ về nghỉ, sẽ ra về vào tiết 5 thứ 6 và tiết 5 ngày thứ 5. Toàn trường sẽ nghỉ vào 2 tiết này. Và khối 7, bấm thực hiện. Xong. Bây giờ sang tiếp tục là khối 8. Khối 8 là chỉ có 1 tiết không học thôi. Khối 8 sẽ toàn trường sẽ nghỉ vào tiết 5 ngày thứ 6. Được chưa? Thực hiện. Xong. Sang khối 9. Khối 9 là toàn trường số 2 tiết sẽ vào tiết nghỉ vào ngày thứ 5 ngày thứ 3 và tiết 5 ngày thứ 5. Thực hiện. Xong. Và cuối cùng tôi sẽ xếp tiết giáo viên chủ nhiệm. Bấm vào đây đó. Và chọn tiết sinh hoạt là tiết giáo chủ nhiệm, một tiết ở đây, bấm thực hiện. Đây phần mềm tự động xếp tiết, phần mềm xếp tự động xếp tiết
của giáo viên chủ nhiệm cạnh cái sinh hoạt nhé. Đóng, đóng coi như xong. À, như vậy chúng ta đã vừa mới hoàn thành xong cái bước thứ tư rất quan trọng. Bước thứ tư này rất nhanh thôi, nhưng mà nó, với điều kiện là cái bước ba là phải là xong hoàn toàn. Bước ba là bước là nhập công chuyên môn là phải xong. Bây chúng ta kiểm tra thử nhé. Và khung nhìn nó có đây, nó có bốn cái, ba cái lệnh. Lệnh là ba cái bốn khung nhìn: một là khung nhìn là main loop, khung nhìn thứ hai là show on, khung nhìn thứ ba là bro teacher. Đây là ba khung nhìn rất quan trọng. Main loop này, nhìn từ lớp 1 đây nhé, đây là đây nhé, từ lớp 1 buổi sáng đây nhé, là từ buổi sáng. Còn đóng này này, ta vào cái khung nhìn và show on là toàn trường đây, toàn trường buổi sáng đây nhé. Như vậy là khối 7 là nghỉ ngày tiết 5 ngày thứ 5 và thứ 6. Khối 8 nghỉ tiết 5 ngày thứ 6 và khối 9 nghỉ tiết 5 ngày thứ 3 và thứ 5. Thấy rõ nào, không học đây này nhé. Đó. Rồi. Và đây sinh hoạt này mềm nó viết nó tạo văn hay là lý nó tạo cạnh này, cạnh sinh hoạt nhé. Giờ đóng này, đóng lại. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang bước số mấy? Sang bước số 5. Là xếp 100%. Khi chúng ta đã làm xong bước 4 rồi, sang bước 5 ta chỉ dùng một lệnh trong một vài phút là xong. Làm thử luôn nhé, rất đơn giản. Ta vào đây và vào lệnh chính. Lệnh đây. Lệnh chính nhất đây nhé. Bấm vào đây và chọn buổi sáng chẳng hạn. Có thể ta sẽ chọn sáng riêng, chiều riêng nhé. Vào đây chúng ta bấm lên, bắt buộc phải bấm là ở đây chọn này, kiểm tra và khóa tiết sinh hoạt, được chưa? Đấy, chọn vào đây này nhé. Ở đây là giữ nguyên trạng thái hiện thời, tức là giữ nguyên cái thời biểu đang có trên màn hình. Bấm bắt đầu. Và đợi khi nào kết thúc thì ra đây là hiện ra là được nhé. Đây các bạn chú ý đến, phần mềm sẽ lệnh sẽ 100% nó sẽ trải qua là 1, 2, 3, 4, 5 bước. Tôi mô tả các bước như sau này. Bước 1 là kiểm tra điều kiện thực hiện, xem là phần mềm có đã đủ khả năng để xếp 100% hay chưa. Nếu có, nếu không được thì mình sẽ báo lỗi ngay và chúng ta sẽ phải điều chỉnh. Bước thứ 2 là xếp đại trà. Ở bước này là phần mềm sẽ xếp cho khoảng 90-95% thì có biểu và thỏa mãn mọi yêu cầu của giáo viên môn học. Nha. Sau bước thứ 3 là nếu bước thứ 2 này không xong thì sang bước thứ 3 là hoàn thiện, phần mềm sẽ xếp nốt và bỏ đi ràng buộc của giáo viên. Đó, các bạn thấy không? Phần mềm nó sẽ khi nó cùng quá nó phải bỏ đi ràng buộc của giáo viên. Bước này mà xong rồi thì thôi, không xong thì sang bước thứ 4 là kết thúc, phần mềm sẽ xếp nốt và bỏ đi tất cả các ràng buộc, kể cả ràng buộc môn học nữa. Đó. Sau bước này là bước tối ưu nhé. Rồi, bấm nút bắt đầu này. Xong, mà thấy rất là nhanh, kết thúc. Bạn có muốn cập nhật không? Đồng ý. Đó, nhưng mà chúng ta đã vừa mới xếp xong cái phần mềm, cái thấm biểu cho toàn trường. À, chết rồi, bị một vài lỗi. Ở đây, để tôi sẽ kiểm tra lại nhé. Đây là cái lỗi này mà, đây là cái lỗi mà rất nhiều, vừa rồi rất nhiều trường thông báo với tôi, và đây mà tôi bị lỗi ở đây, để chúng ta cùng nhau xử lý nhé. Vì sao lại lỗi như này? Vì là vì như này này. Là vì cái phần mềm của chúng tôi hiện nay đã hỗ trợ cho cả chủ nhật rồi. Vì chúng ta xem lại chủ nhật nhé. Vì bình thường phần mềm nó chỉ hiện ra là tự để lỗ chỗ. Rất nhiều bạn hỏi tôi này, vì sao lại xếp 100% rồi mà còn lỗ chỗ ở đây? Các bạn có hiểu vì sao không? Đây chính là cái lỗi mà đây chính là cái lỗi mà rồi, bây giờ chúng hiểu cái lỗi này vì sao lại thế rồi. Lỗi mình hiểu vì sao cái lại lỗi rồi là như thế này. Lỗi này là lỗi như sau này, là vì phần mềm này đã hỗ trợ cho gì, đã hỗ trợ cho chạy chủ nhật. Trên lỗi chỗ đây này là do là phần mềm đã xếp vào chủ nhật nữa, để chúng ta sẽ phải quay sang chủ nhật và chúng ta sẽ xóa hết đi. Có lẽ là qua đây tiếp. Rồi, tôi làm thử cho bạn xem nhé. Đây đúng cái lỗi này, lỗi mà nhiều trường mắc phải này, mà tôi cũng bị mắc phải, vì tôi sửa cho bạn xem nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đóng lại và chúng ta sẽ vào cái tính năng là lệnh chính và tính năng là các tùy chọn. Các tùy chọn. Rồi, và đây chúng ta vào khung nhìn. Ở đây mặc định là hiện 6 ngày đấy nhất, là từ thứ 2 đến 7. Bây giờ chúng ta sẽ hiển thị nốt tiếp lên là 7 ngày, là cả chủ nhật nữa. Bấm nút kết thúc. Rồi, chúng ta vào xem thử này.
xem thử. Thấy chưa nào? Phần mềm đã xếp cả vào chỗ này. Bây giờ chúng ta sẽ phải xóa đi và để xếp vào đây. Chúng ta hoàn cho phần mềm tự động làm. Chúng ta đây là lớp 7A, 7B đây. Thấy chưa nào? Đóng. Bây giờ chúng ta sẽ vào lại lệnh chính và vào lại lệnh này và chúng ta sẽ chọn lại là 6 ngày, được chưa? Bấm nút kết thúc thì phần mềm sẽ hỏi luôn là bạn đã chọn theo biểu 6 ngày, phần mềm sẽ xóa các ô chủ nhật đi, đồng ý xếp và xóa các ngày chủ nhật đi, đồng ý. Xong. Vậy các bạn thấy nhé, các bạn thấy rằng là phần mềm bây giờ đã đặt toàn bộ không học vào ngày thứ 7 rồi đấy nhá. Đây nó có một lỗi logic nhỏ đây, tôi kiểm tra giúp một tí ở đây, nó có một lỗi. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ nốt này. Bây giờ tôi sẽ nốt nhé, bây giờ tôi quay lại lệnh chính và xếp tự động ở đây, tôi sẽ nốt này. Đấy, sẽ nốt nhé. Bây giờ là xong rồi đấy. Xong, đấy, bây giờ là xong. Được rồi. Được chưa? Đó, thì chúng ta chú ý chuyện này nhé. Và bây giờ sắp xong rồi. Như vậy chúng ta vừa mới làm xong cái bước này 100%. Như vậy là xong cái bước này. Xong cái bước số 5 này. Đấy. Và sang cái bước số 6 là cái bước là quan sát tinh chỉnh. Tôi nói thêm một chút quan sát tinh chỉnh nhé. Tôi sẽ quay lại cái chỗ nãy sau. Chỗ nãy hơi khó một chút, tôi quay lại sau nhé. Tôi sẽ phần nãy tôi sẽ mô tả với các bạn ở trên cái trang cái nhóm Facebook thôi. Bây giờ chúng ta không tham nhiều ở đây nhưng tôi sẽ chỉ nói sang cái bước tiếp theo nhé. Chỗ này nó hơi có một trục trặc một chút nhưng mà cái này sẽ sửa rất nhanh, không có gì cả, chúng ta sửa được ngay nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay sang lệnh tinh chỉnh. Thì thông thường là tinh chỉnh chúng ta sẽ vào cái menu chúng ta tinh chỉnh đây nhá. Thế này chúng ta sẽ xem lớp mà xem từ giáo viên một, thông thường là như vậy, nhưng mà chúng ta xem giáo viên, chúng ta xem giáo viên ở đây. Những giáo viên nào mà nó có cái thơ biểu xấu quá thì chúng ta sẽ tinh chỉnh cho họ nhé. Đây tìm giáo viên xấu nhé, ví dụ ở đây nhá. Ví dụ thôi, không có gì, đây tôi tìm giáo viên đây, ví dụ đây nhá. Ở đây giáo viên này là họp vào tiết 3 ngày thứ hai, sau lại nghỉ một tiết và có một tiết trống và dạy lớp 9D là cái môn văn ở đây nhé. Rồi thì bây giờ tôi muốn cho giáo viên đẹp, tôi muốn di chuyển từ đây sang đây đó, cho làm như sau này. Chúng ta sẽ kéo thả thôi, nhưng mà chúng ta lựa chọn thuật toán trước ở đây nhé. Phần mềm hỗ trợ rất nhiều thuật toán ở đây, thì theo tôi chúng ta chọn khoản nào, chọn thuật toán là tinh chỉnh tối ưu này là hay nhất này, là cái bản này, là cái này. Nếu cái này không được thì chúng ta chuyển sang cái này không được, tức là cái tốt nhất là cái là OPCXDPR, nhưng mà chuẩn nhất nếu không dùng được ta chuyển sang là OPDPR FPR, nếu mà không được nữa chúng ta chuyển sang dùng cái là FPR. Thì ba cái này là một này, cái này là hai, cái này là ba, là hay dùng hơn cả. Chọn cái này nhá. Rồi thì đây, như vậy là cái lệnh dịch chuyển này nó sẽ sử dụng thuật toán này. Được chưa? Chúng ta bấm chuột và kéo thả vào cái ô màu xanh ấy, vào phía trên ấy, và thả tay ra. Đấy. Phần mềm nó sẽ hiện ra các cái giáo viên trung gian. Lớp trung gian ở đây này. Thì theo lớp ở đây nhé. Đây lớp 9D này. Thế như thế này. Được chưa? Đây các bước ở đây. Lớp 9D cả. Nhé. Theo giáo viên này như thế này. Đấy. Đây là trước và sau khi thiện lệnh. Chúng ta có thể quan sát mà thấy ưng thì chúng ta sẽ đồng ý, không thì thôi. Như vậy là phần mềm cho phép là đây này. Phần mềm cho phép là nó sẽ khi mà chuyển tiết này sang đây, mà tiết này sẽ chuyển về đây, tiết này sẽ chuyển về đây và tiết này sẽ chuyển về số điểm xuống đây. Như vậy là cho phép xem được tất cả các giáo viên trung gian. Đấy, thì ta đồng ý, chúng ta bấm nút kết thúc là xong. Đấy, như vậy là tiết lớp kia đã chuyển về đây rồi. Như vậy là cái quá trình mà cái quá trình mà tinh chỉnh là như vậy thôi. Chúng ta chỉ việc là lựa chọn thuật toán này, bấm giữ tay chuột và kéo thả. Lại không được nhé, đó không được rồi, chúng ta phải dùng toán khác, lấy dụ như vậy. Thế này ta dùng toán khác đây, gì quyết định như này,
Đó, báo cáo kết thúc xong. Đấy. Nhưng mà chúng ta là tinh chỉnh, là quá trình tinh chỉnh là chúng ta làm khi làm việc chúng ta ưng thì thôi, ưng thì thôi nhé. Được chưa? Đấy, như vậy là cái bước tinh chỉnh của nó như vậy thôi. Chúng ta không, tôi không nói nhiều hơn nữa vì hầu hết là chúng ta tinh chỉnh trên thế giới biểu của giáo viên, và thao tác tinh chỉnh phần lớn là chúng ta là di chuyển tiết trên trên thế giới biểu của giáo viên. Chúng ta có thể di chuyển ở trên gì, trên lớp cũng được, nhưng mà thông thường là nhìn trên giáo viên dễ hơn. Về lớp nó kín như này rất là khó, rất là khó nhìn. Ở giáo viên này chúng ta nhìn rõ hơn. Chúng ta có thể chuyển cái này từ đây xuống đây chẳng hạn, cho nó sát lại với nhau. Đấy. Nhá, bấm chuột này. Đây là môn gì, đây là môn văn đúng không? Nhìn đây là môn văn này. Văn này đúng không nào? Này nhé. Đây là môn công dân, rất là khó, chuyển này rất là khó này. Đây nó không có gì là nó màu xanh như này thì là nó bảo là nên thì là nên chuyển, không có gì là rất là khó, ta thử không được không nhé. Đây là không, không được, phải sang dùng thuật toán khác thì mới được. Đấy. Kết thúc vẫn được, được chưa? À, chúng ta thấy là chúng ta sẽ dùng các cách khác nhau để chúng ta quan sát. Quan chú ý lên lệnh này nhé. Khi mà chúng ta bấm vào một cái ô trên cái hình màu vàng, cái ô này chính là cái ô này, chính là cái ô là ô hiện thời. Thì khi mà chúng ta là chúng ta ở trên lớp đây, ở lớp đây nhé, thì đây sẽ là, đây là ô hiện thời, thì dưới này chính là giáo viên đang dạy cái ô này. Đấy, thì trên hai thì có biểu của lớp của giáo viên, nó mà tôi gọi là nó tương thích với nhau là như vậy, đồng bộ với nhau. Đây là giáo viên dạy giáo dục công dân đây. Xuống này cũng vậy, xuống nhà tôi bấm vào đây, đây là ô hiện thời của giáo viên, thì lớp 9C hiện ra trên này. Đấy, sẽ ra ở đây. Vậy hai cái này nó luôn là đồng bộ với nhau, và chúng ta có thể nhìn lên nhìn xuống mà chúng ta quan sát và tinh chỉnh để thầy có biểu đó. Chúng ta tìm một lớp khác ở đây, chưa, lớp khác ở đây đó, được chưa? Đấy. Thì đây là cái màn hình chúng ta rất hay dùng để chúng ta quan sát, chúng ta tinh chỉnh thầy có biểu. Thì các bạn làm nhiều là các bạn sẽ có cái kinh nghiệm thôi, càng làm nhiều thì có kinh nghiệm hơn, và sau này khi làm rất quen rồi chúng ta tinh chỉnh rất là nhanh, không có gì cả nhé. Thì đó là cái bước số mấy? Bước số 5. Bước 6. Bây giờ là bước 6. Bây giờ sang đến bước cuối cùng là bước 7 thôi. Cái bước 7 là thật ra nó còn một vài cái ý nghĩa nữa của cái bước quan sát nhé, tinh chỉnh nhé, cùng có kiểm tra, tinh chỉnh, làm đẹp dữ liệu nhé. Phần mềm có rất nhiều khi quan sát mình khác nhau. Màn hình main loop, màn hình chip on view, màn hình high beam view, màn hình show on, màn hình bold teacher. Các bạn tìm hiểu sau. Tôi không nói kỹ hơn nữa vì là chúng ta không có thời gian. Rồi, ở đây, 4 cơ sở quan sát chính, đúng không? Các lệnh cơ bản. Đây là các lệnh tinh chỉnh cơ bản khác ngoài lệnh kéo thả mà di chuyển tiết. Lệnh xóa một tiết hoặc một nhóm tiết trên thì có biểu. Lệnh xóa một tiết trên thì có biểu. Lệnh thay đổi tiết không học. Lệnh xóa một tiết chào cờ, lệnh xếp bằng tay trực tiếp trên ô thì có biểu, lệnh undo, redo, các lệnh quan sát khác. Cái lệnh này chúng ta sẽ tìm hiểu sau nhé. Thật ra chúng ta lệnh này cũng không dùng nhiều lắm, chỉ có những ai mà thành thạo rồi chúng ta sẽ quan tâm. Còn đối với người đầu tiên ấy thì chúng ta chỉ việc là tinh chỉnh bằng cách chúng ta kéo thả trên thì có biểu thôi nhé. Đó. Nói thêm một cái lệnh nữa cũng hay dùng. Ví dụ chúng ta có cái thẻ có biểu của giáo viên là rất đẹp rồi, chúng ta có thể khóa lại. Ví dụ đây là tôi, dạ tôi chính là ông Quang đây, và tôi muốn thẻ có biểu của tôi là khóa lại, không cho phép sửa nữa. Đó, thì nó có cái, chúng ta vào công cụ và nó có cái lệnh là không, chúng ta vào không cần vào đấy mà chúng ta đây, chúng ta vào đây, chúng ta vào TKB chứ, và nó có cái lệnh là gì, nó có cái lệnh là khóa. Đây là cái lệnh mà ta khóa toàn bộ cái thẻ có biểu của giáo viên này, có vấn đề nhé. Khi nó khóa lại nó đổi màu vàng, bạn có thấy không nào? Hủy khóa, để tôi xem có lệnh nào, lệnh khóa. Tôi để ở trên này nhé, tôi khóa này này. Khóa dữ liệu. Đấy, từ đây như vậy là khóa toàn bộ lớp này này. Bây giờ hủy khóa toàn bộ này. Đấy, nó trắng ra nhé. Ở dưới này nhé, khóa này. Thì tất cả các tiết học nó bị vàng ra, nó vàng nên là khóa, là nó khóa lại nhé. Thì khi một tiết bị khóa lại thì nó không thể di chuyển nữa. Nên chúng ta chú ý một số bài lệnh nhỏ như vậy nhé.
Đó, cái đó là cái các cái lệnh tinh chỉnh dữ liệu trên khóa biểu. Bây giờ tôi sang cái bước cuối cùng là cái bước in ấn các báo cáo dữ liệu. Thì đây nó gọi là một lệnh thôi, thì chúng ta sẽ không thời gian nhiều đây. Thì chúng ta có rất nhiều lệnh, lệnh in ấn này, in từng lớp in thực được theo nhiều dạng khác nhau, nhưng mà theo tôi cái lệnh bạn hay dùng nhất nên dùng là lệnh này, là cái lệnh chúng ta vào hệ thống và chúng ta sẽ dùng cái lệnh là ghi ra Excel. Thì ghi ra Excel thì toàn bộ tất cả các bảng biểu, số biểu nó sẽ hiện ra trên Excel và chúng ta có thể copy, cắt dán và ta để cho từng người một được. Thì lệnh này lại rất quan trọng, theo tôi rất quan trọng. Lệnh ghi ra Excel. Đây lệnh này nó là tổng thể của tất cả các lệnh khác gộp lại. Bấm vào đây nhé. Đó. Và phần mềm nó sẽ nó tạo ra một cái file Excel và chúng ta có thể hiển thị và xem tại chỗ luôn. Nhé. Chỉ có thêm cả báo cáo dạy này, báo cáo tải dạy ở đây nữa này. Nhé. Bấm kết thúc, phần mềm sẽ đẩy ra Excel. Được chưa? Để xong rồi và hiển thị luôn. Đây này. Thế nhá. Đây là nó cũng rất nhiều cái nút nhá. Ở cái màn hình đầu là các đối tượng, thì là phần mềm hiển thị ra là tất cả các cái danh sách lớp sáng, lớp chiều này. Danh sách giáo viên này, lớp học này, được chưa? Đây thử cái biểu lớp sáng này, sáng đây. Sáng nhá. Thử cái biểu lớp chiều đây. Lớp chiều hay chưa xếp. Thử cái biểu lớp 2B hiện nay này là hiện cả sáng cả chiều đây nhá. Rồi, thì có biểu giáo viên sáng, giáo viên sáng, viên buổi sáng, giáo viên buổi chiều, viên buổi chiều nhé. Rất nhiều nữa, rất nhiều cái bảng biểu khác nhau ở đây hết. Thì cái biểu phòng, thì cái biểu giáo viên cả sáng cả chiều đây, sáng cả chiều đây. Thì cái biểu của từng lớp một đây, từng lớp một đây. Đấy, từng lớp một nhé, từng giáo viên một đây. Từng giáo viên một đây, sáng chiều đây nhé. Đấy. Thì đây là, theo tôi, thì cái lệnh mà để ra Excel là cái lệnh rất hay mà chúng ta nên dùng được lệnh này, thì ta có thể chỉnh sửa, ta có thể thêm bớt, ta có thể là đẩy ra cho từng giáo viên một. Còn tiên là phần mềm có nhiều tính năng khác nữa thì các bạn sẽ tìm hiểu sau nhé. Chúng ta có thể vào cái trợ giúp và vào cái đây để sử dụng, thì nó hiển thị ra các cái user guide đầy đủ tất cả các lệnh trên màn hình, được chưa? Đấy. Được rồi, như vậy là phần trình bày của tôi. Như vậy đến đây là coi như là phần như kết thúc. Các bạn có ý kiến gì không, có hỏi gì không? Bây giờ cho phép một người có thể hỏi nhá, hỏi một lúc đi, các bạn có thể hỏi đi. Có nghe thấy gì không? Có thầy ạ. Không có ý kiến gì đấy ạ. Cái này này, bây giờ cái này tôi nói luôn, cái này là cái mà không phải là này để cho các bạn không phải là không phải là lớp lên thôi. Về cho tôi. Học như từ học học lái xe đấy mà. Lái xe không thể nào một buổi mà học nó thạo đâu. Cứ ta cứ học mà cứ làm lần lần nó sẽ thạo nhé. Không thể nào mà học một lần là cái thạo ngay được. Nhưng mà các bạn chú ý tôi mô tả các bạn là 7 bước quan trọng nhất. Chúng ta cần chú ý nhớ cái 7 bước này nhé. Thầy có thể gửi cho chúng em xin cái bản ghi này không ạ? Được. Tôi sẽ gửi link. Vâng ạ. Tôi sẽ gửi cái link của cái tiền này ở trên đấy nhé. Vâng ạ. Trên kia. Cảm ơn thầy ạ. Ở trên group nhé. Được chưa? Em muốn đăng ký có ảnh trang trí rất là rồi, trên bia tôi sẽ thầy cho em tên group ạ. Group ạ. Group nè. Group là đây, tôi cho các bạn xem nhé. Tôi sẽ lại ảnh cho các bạn xem này. Tôi sẽ lại kia, tôi sẽ lại kia này cho bạn xem nhé, screen nhé. Vâng ạ, thầy cho em xin ạ. Đây. Bạn vào đây, bạn vào ở cái ấy, thật ra nó rất là cái máy điện thoại của mình. Cái group của thầy là gì ạ? Đây, cái trang là cái group là STKB nhé, phần mềm sẽ có biểu nhé, phổ thông đây này. Vâng ạ, cảm ơn thầy ạ. Đấy, thì tôi sẽ gửi vào đây cái slide đúng không? Slide và cái video nữa, tôi đang thu âm video mà nhé. Được chưa? Thầy ơi, cho em hỏi là cái bản demo này dùng trong bao nhiêu lâu hả thầy?
Cái bản demo là không phải dùng trong trong bao nhiêu lâu, mà cái bản demo là như này. Bản demo là chúng ta là gì? Chỉ được phép là tạo một tệp có biểu và sau đó mở ra ghi vào 15 lần. Một thời gian là vô hạn. Thế là một file TKB nhất, các bạn tạo một file mới này. Các bạn làm open, các bạn ghi lại. Thì một thao tác ghi lại như vậy tính là một lần và được phép dùng ghi lại 15 lần nhé. Đó là cái file. Sao? Dạ thầy cho em hỏi một chút ạ. Lúc nãy thì em thấy là phần mềm của mình, tức là so với cái bản cũ ấy, thì mình có cập nhật hai tính năng. Thứ nhất là thêm xếp thời khóa biểu chủ nhật. Và một tính năng gì nữa ạ? Tính năng gì nữa ạ? Cái này thôi sau, cái này là công thức nhân nó nhỏ, nó phức tạp lắm, nó sau nhé. Một số tính năng nhỏ ở bên trong cái thời khóa biểu đó là nó hỗ trợ cho cái lớp học 2B này, hỗ trợ cho cái và vẫn đang phát triển tiếp cơ mà nhé. Sắp tới tôi sẽ bổ sung vào cái bản này là một số tính năng nữa cho phép làm cho phép là hỗ trợ cho các trường là cái lớp học cho phép là cái hỗ trợ các cái môn học của cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Nhưng mà trước mắt thì cái bản cái chức năng mạnh nhất của nó hiện nay, cái chức năng mới nhất của nó là chức năng hỗ trợ cho cái việc mà học cho cái học chủ nhật. Dạ vâng ạ. Nhưng mà em thấy là việc mà thêm tính năng là hỗ trợ chủ nhật ấy thì nó hay bị lỗi. Tức là khi mà sếp nó bị lỗi xong mình phải vào là mình bỏ cái 6-7 ngày đi mà chuyển sang 6 ngày thì em thấy nó hơi phức tạp. Sao mình không mặc định nó là chỉ 6 ngày thôi ạ? Đúng rồi. Mặc định 6 ngày đấy, nhưng mà tôi sẽ sửa ngay. Nhưng tôi sẽ hôm nay tôi vừa phát hiện ra một cái lỗi nhỏ về mặt tí tẹo thôi. Tôi sẽ sửa ngay và các bạn sẽ tải về cái bản mới nhất nhé. Dạ, tải về bản mới nhất. Hôm nay là chính cái buổi mai là tôi vừa phát hiện ra một cái lỗi nhỏ. Lỗi nó không lớn lắm nhưng mà nó ảnh hưởng đến các bạn trong cái việc vào xếp thì có biểu chủ nhật ấy, thì tôi sẽ sửa ngay lập tức tôi sẽ cho những lớp trình viên là sửa ngay và các bạn trong ngày hôm nay các bạn sẽ có cái bản mới nhất nhé. Bản mới nhất thì đau ở đâu hả thầy? Tôi sẽ gửi link lên cái nhóm này nhé. Nếu mà ở nhóm này mà em chưa biết thêm thì em có thể chat để em hỏi thầy ạ. Được làm được nhé. Cho em hỏi thêm một chút nữa. Tức là thời khóa biểu của mình ấy có buổi sáng, buổi chiều và cả ngày. Thì cái cả ngày đấy á, em thấy nhập chỗ số tiết tiêu chuẩn thì vẫn là phải chia sáng riêng và chiều riêng. Nhưng mà cái cả ngày thì mong muốn của em tức là mình sẽ nhập tổng số tiết cả ngày của môn toán chẳng hạn 10 buổi. Nhưng mà phần mềm sẽ tự động chia là làm sao trong cả ngày đấy để cho nó đủ 10 tiết là được, chứ không phải là phải nhập sáng là 5, chiều nhận 5 để cho đảm bảo là phần mềm là tự động chia đấy chứ. Khi em chỉ cần nhập, em nhập là 10 thôi, phần mềm tự động chia sáng 5 đấy chứ. Nhưng mà tức là cái hai buổi đó là nó hơi khó sử dụng, cho các bạn là không nên dùng. Vì hiện nay là thực ra là cái hai buổi đó chỉ dùng thực chất khi mà chúng ta học như ở nước ngoài, học liên tục từ sáng đến chiều không nghỉ trưa. Nhưng mà Việt Nam mình bắt buộc phải nghỉ trưa, cho nên vẫn là xếp riêng. Theo tôi là vẫn nên nhập riêng và xếp riêng sáng chiều riêng hay hơn rất là nhiều lần. Chứ tôi khuyên các bạn không nên dùng chức năng là nhập công chuyên môn cho cả hai buổi nhé. Tại vì hai buổi này là các lớp tiểu học hay dùng ạ. Đặc trưng của các lớp tiểu học. Được rồi. Cái đó thì sự các bạn sẽ hỏi sau nhé, vì tôi hết thời gian rồi, tôi sẽ phải dừng lại nhé. Vì các bạn có gì các bạn cũng ở trên cái trang cái nhóm này nhé. Được không? Dạ vâng. Cho em hỏi một chút được không ạ? Em hỏi đi. Mới làm cái thời khóa biểu này cách đây 2 hôm thì của em có một cái lỗi như này. Tức là em đã nhập xong cái số tiết mặc định rồi, nhưng mà sau đó em quay em nhìn lại thì em thấy cái số tiết mặc định của em muốn thay đổi ấy. Ví dụ môn văn là đang là 3, em muốn thay đổi là 4. Thì lúc em thay đổi thì về sau nó vẫn ra 3, ra ba, nó không lại được 4 ấy ạ. Thế để xem lại nhé, vì lúc tôi làm có bị đâu. Tôi làm là chuẩn đấy chứ. Các bạn thấy nhìn tôi làm trên màn hình chưa? Tôi vẫn thay đổi được.
Em làm cái này mấy lần rồi, nhưng mà lần này nó lại bị như thế. Thế thì các bạn sẽ contact với tôi và hoặc là với bạn Duy Anh, người ta sẽ chỉnh sửa kỹ hơn sau nhé. Bây giờ không có thời gian sửa cho từ ngày một. Thế thôi nhé, hôm nay là bổ phê rồi, là ở đây nhé. Thế thì tôi gặp lại nhau sau nhé. Tôi sẽ còn mở nữa mà nhé. Em muốn xin cái video. Thầy ơi, thầy ơi, hỏi ạ. Sao? Thầy cho em hỏi là chúng em muốn nâng cấp cái phần mềm này thì chúng em liên hệ với các bạn liên hệ với cô tên là cô Hương nhé.